Thưa quý vị, ở Hà Nội có một ban nhạc đặc biệt của những người nước ngoài đam mê nhạc reggae, một dòng nhạc có xuất phát điểm từ đường phố với ca từ bình dị, mộc mạc. Gặp nhau tại Hà Nội, các thành viên đến từ các quốc gia khác nhau đã tìm được nguồn cảm hứng cho niềm đam mê biểu diễn và sáng tác âm nhạc của mình. Hãy cùng gặp gỡ ban nhạc The Great Turner trong mục Việt Nam nơi tôi đến ngày hôm nay. Giai điệu tự do phóng khoáng của nhạc reggae, những đoạn rap đầy năng lượng, phong thái biểu diễn ung dung thong thả của các nhạc công, tất cả những thứ tưởng chừng như đối lập lại trở nên hòa hợp lạ kỳ. Đây là một buổi biểu diễn của The Great Turner, ban nhạc reggae kết hợp duy nhất ở Hà Nội. Đến từ Anh và Nam Phi, nhưng chỉ sau khi gặp gỡ tại Hà Nội, các thành viên mới tìm ra sợi dây kết nối qua âm nhạc. Tôi rất sung sướng, hạnh phúc. Đó là sự khơi dậy của một ước mơ thuở xưa mà tôi không nghĩ có thể thực hiện được. Tôi không nghĩ mình có thể theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, nhưng được ở đây và tạo ra thứ âm nhạc của riêng mình thì tôi vô cùng mãn nguyện. Việt Nam không chỉ kết nối mà còn mang đến những cơ hội tuyệt vời cho Pete, thành viên mới nhất của ban nhạc. Tôi làm nhạc công ở Nam Phi, đến Việt Nam theo đuổi giấc mơ làm giáo viên, sau đó kết nối lại với đam mê âm nhạc. Tôi rất biết ơn Việt Nam vì đã cho tôi cơ hội làm cả hai việc mà tôi mơ ước. Mặc dù đều là giáo viên trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng các thành viên đều đồng ý rằng âm nhạc giờ đây là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ. Âm nhạc là thứ thôi thúc khiến họ muốn tiếp tục ở lại thủ đô Hà Nội, nơi có những khán giả tuyệt vời luôn tìm kiếm âm nhạc hay. Tôi đến từ Cape Town, Nam Phi, mà chúng tôi có rất nhiều bãi biển đẹp. Đó là một thành phố ngập tràn ánh nắng, nhưng những khán giả ở Hà Nội, cả người địa phương và người nước ngoài đều rất đáng để tôi ở lại. Chúng tôi có một ban nhạc gắn bó và cùng nhau trưởng thành hơn. Tôi yêu Hà Nội, yêu con người, yêu những dung cảm nơi đây. Hà Nội là một nơi tuyệt vời để biểu diễn và trải nghiệm các loại hình âm nhạc mới và những địa điểm chơi nhạc khác nhau. Lý do tôi ở lại đây là vì sự tự do mà tôi hiếm có thể tìm được khi đến bất kỳ nơi nào khác. Ban nhạc là điều níu giữ tôi ở lại. Tôi cũng yêu Hà Nội, một thành phố xinh đẹp. Ở Việt Nam thì nóng, ở Anh, nước tôi thì mưa nhiều, và tôi còn chưa thể tưởng tượng được việc mình sẽ quay lại Anh. Giờ đây, Hà Nội là nơi tôi gắn bó. Kiên trì theo đuổi dòng nhạc của riêng mình, The Great Turner đã gây được tiếng vang nhất định. Ban nhạc đã được một hãng đĩa tại Australia ký hợp đồng phân phối âm nhạc toàn cầu. Trong tương lai, The Great Turner xác định tiếp tục gắn bó và hoạt động âm nhạc tại Việt Nam, nơi khởi nguồn và kết nối ước mơ âm nhạc của các thành viên.